À, mình là Phạm Văn Toàn, mình ở Nam Chu Yên, Hà Nội. À, mình là dân tập thể thao, cường độ tập thể thao nhiều, nhiều lúc chân tay mình nó cảm giác nó bị đau, sưng tấy và đi lại khó khăn. À, mình cũng chia sẻ một vài cái triệu chứng của mình với những anh em tập thể thao cùng, thì mọi người anh trai mình có bảo là tìm đến cái sản phẩm Hà Thống Phong thì đây cái khi mà mình dùng sản phẩm thì mình cảm giác là nó đỡ, nó tiêu được những cái dịch ở những cái ổ khớp do chấn thương thể thao, giảm đau nhức vì mình ở miền Bắc vào trời lạnh thì nó cũng làm dễ chịu hơn, nó cũng làm cho cái cơ thể mình nó không khó chịu như lúc mà chưa dùng. Cái phong tê thấp này thì mình tìm hiểu thì nó hỗ trợ là người đau xương khớp, khô khớp, ngón chân, thoái hóa xương khớp, đau vai gáy, cột sống do phong thấp, và mình thì nhiều cái dịch khô dịch khớp nên là mình uống sản phẩm này mình thấy là rất tốt. Thì khuyên mọi người là sử dụng sản phẩm Hà Thống Phong, phẩm chính hãng thì nó có vỏ hộp như này.